Đây là mặt bằng tầng 2. Trần tầng 2 có chiều cao khoảng 3 mét. Có các ô kính để lấy ánh sáng tự nhiên dọc theo tường. Đầu hồi có hai cửa sổ kính, xung quanh là cửa kính. Có nhà vệ sinh riêng ở trên tầng 2. Hệ thống điều hòa âm trần. Trần thả nền bằng gạch men. Hệ thống báo động khi có hỏa hoạn, báo cháy bằng khói. Phòng cháy chữa cháy vách tường. Cầu thang lên xuống tầng 1, tầng 2, kết nối các tầng với nhau bằng cầu thang. Cầu thang bộ. Đây là mặt bằng tầng 1. Tương tự như trên tầng 2 thì chiều cao này cũng xem như vậy. Cầu thang để kết nối với tầng 1 với tầng 2 ở phía góc kia. Tầng 1 có một đặc điểm là có một phần của tầng 1 là có các cái chiều cao nó bị thấp hơn một chút. Chỗ này thì đang bị có bậc lên xuống và cái góc này thấp hơn góc ở phía trên kia. Từ đây có thể quan sát thấy cái góc này thấp hơn. Thấp hơn bởi hai bậc nước thôi, trúng xuống. Phía cái ô cửa kính sáng kia là mặt tiền tiếp giáp với cả đường lớn, đường chính. Thank you.
trụ cột thì là vốn về bản chất là chịu lực chung, cho nên là tầng 1 với cả tầng 2 là số lượng cột giống nhau. Tương tự trần và nền cũng tương tự như đã mô tả ở trên tầng 2. Cũng lát gạch. Tuy nhiên trần ở tầng 1 này thì mới hơn, tốt hơn, đẹp hơn.